Trời mát quá. Cho anh em xem chỗ câu đẹp không? À, có bao nhiêu xanh. Ngồi ở đây sướng rồi chứ nói là đi câu nhé. Đấy, ở quê em có nhiều cảnh đẹp lắm. Địa điểm cũng đẹp luôn. Có nhìn phê chưa? Quên đồng hồ cho bác xem cái quả phao phao lục của em này. Thì vừa đang ngồi câu đây có ba lít ship đến, có bầu 30 bác này. Bầu 30 rất to dài. Phong cảnh đang đặt trong đồng hồ cho bác xem nhé. Để tí em thử quả phao luôn nhé. Bình thường quả này nó 200 mấy. Bóc nó ra. Này em mua ở trên Sen Đỏ nhé, không phải trên Lazada. Lazada nó vẫn 200 mấy, nó đắt quá. Thế là vào Sen Đỏ lại đúng cái dịp mà Sen Đỏ khuyến mãi quá, khuyến mãi vận chuyển. Thế là mua rồi. Đây có cả 1 tỷ pin luôn này, câu đêm luôn. Coi nhỉ. 3 pin 2, 4, 6, 8, 10 10 pin kiểu cố đêm qua nhé. Anh sao rồi đó này. Đập hộp giữa trời luôn. Cảnh đạt đập hộp luôn. Cảm giác gặp mình ra xem nó xuống. Người ta đóng gói cẩn thận là đóng gói toàn trong cái ống nhựa này để khi đi lại vận chuyển ấy nó đỡ bị hư hỏng. Phao 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 một đồng quá nhé, hai ngọn. Một đồng hai ngọn. Ui mày cánh to chưa? Hai ngọn không ngoài kia, mà cả sách và toán học và phao nha em cho phao vào thử luôn. Ui quá. Bầu 30 bên bên đá các bạn. Bầu 30 bên đá to lắm. Bọn này chắc bọn cái này. Gian xoắn nhé. Đặt đi. Đây trong đây cho chỗ để pin. Chết không.
Mẹ ơi giời. Ôi bà của phi con. À đốt đồng ấy chứ. Đốt đồng ăn mồi. Tưởng có phi con. Đây, sẽ sốc một con đầu tiên.